dưỡng cái lưỡi chém mới vui rồi. Móc tay gần to để vào. Cái mới để bỏ vô chậu trồng tỏi được không ta, bỏ vô tốt lắm á, nó với trong đầy học cỏ không, bỏ vô cỏ nó lên cho cải nó mất hết. Cái này dặn phóng ốc phải lật ngược lại. À, ngược lại. Dặn bốn con ốc này ra. 2 3 4 Dạ dạ. Dặn cái lưỡi này ra nó mới lấy ra được chứ. Mới tháo cái lưỡi chém này ra mới lấy ra được. Lưỡi chém này tháo khó hơn nha. Kỳ rồi thay lưỡi mà nó tuôn hết chân mình. Nghĩ hả mày xịt W4D vô. Đâu phải làm việc gì cũng suôn sẻ đâu. Xác quả dặn ra nó gãy luôn rồi. Nông ra mà nó gãy luôn con ốc rồi. Gãy luôn con tán. Giờ thử thôi, mua cái này về trà xét thì hết, lấy W4D xịt vô cho nó nhả xét ra rồi mới dặn.
để họ nhả xét ra rồi mình mới dặn tiếp. Tên 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 tên. Sau một hồi thì hụt dặn ra gãy hết luôn rồi. Gãy 4 con ốc dính trong này. Thằng nó không ra nó gãy. Ra được 4 con. 4 con mà hai cái ra được 4 con. Cái này bị gãy hết 3 con, cái kia gãy hết 1 con. Gãy như vậy thì một là bỏ cái này, mua cái mới. Một là bỏ cái này mua cái mới gắn vô, thay vô. Hai là đi mua cái đầu để khoan, gắn vô máy khoan, khoan cái ốc gãy này ra. Vừa mua đi kiếm mua con ốc gì nè, gắn vô lại. Thang mấy ốc này ra, mua ốc mới gắn vô. Giờ chạy ra qua mạc kiếm thử có cái đầu khoan cái món ốc gãy này ra không.